Hello, xin chào mọi người. Vâng, vẫn là câu chào quen thuộc của Linh đây. Ngày hôm nay thì Linh đang có mặt tại nhà. Và nhà thì đang gói bánh chưng. Và thực sự thì cũng Tết rồi. Cũng chưa có chuẩn bị gì cả. Nhưng mà ngày hôm nay là cũng đã chuẩn bị được một số thứ để mà chuẩn bị cho Tết này. Thì đây thì như mọi người cũng thấy. Thì sao mọi người thấy đi. Đó, ở đây là mọi người đang gói bánh chưng đây. Thì gói cũng đã được một nửa rồi. Đấy, thể loại là như thế. Đấy, như chúng ta cũng đã biết rằng là gì. Thì cái tục gói bánh chưng này cũng đã từ rất là lâu rồi. Và xem nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng thử xem nhé. Ví dụ đây, ở đây là có bác Linh này, và đây là mẹ Linh này. Đấy, thì bây giờ con đố mọi người là tục gói bánh chưng này là bắt nguồn từ đời Hùng Vương thứ bao nhiêu? Hả, mẹ cứ nói to lên xem nào. Bắt nguồn từ đời Hùng Vương thứ 18. Là đấy là một đáp án. Bác Dung, bác hãy đoán đi. Đây là tục lệ coi như là của vua Hùng từ lâu rồi. Hỏi là vua Hùng thứ bao nhiêu? Thứ 18. Thế bây giờ bác có thể nói rõ hơn về cái tục lệ này không? Bác có biết không? Tục lệ là ngày xưa là Lang Liêu coi như là làm bánh chưng dâng lên vua. Làm bánh chưng dâng lên vua. Mới thế thôi đúng không ạ? Mẹ có biết rõ hơn không? Lâu quá rồi nên là giảm mất cái bánh chưng rồi. Thực ra thì cũng thực sự là lâu lâu lắm rồi và mọi người cũng không thể nào mà nhớ được cái sự tích này. Linh cũng vậy, nhưng mà vừa rồi Linh đã search ra rồi. Linh đã tìm mà trên mà đọc lại thì Linh có thể nói rằng là tục lệ gói bánh chưng này bắt nguồn từ đời vua Hùng Vương thứ 6. Tức là sau khi mà vua mới hỏi các con là ai có cái ý nào, nói chung là có cái lễ vật nào mà hay gửi cho đợt đấy không á, cái đợt đấy là cái đợt gì đây. Thế xong rồi có hoàng tử Lang Liêu, là hoàng tử rất là nghèo khó, thì hoàng tử đã lấy những thứ rất là đơn giản thôi, đó chính là đây, gạo nếp, nếp cái hoa vàng đó, rồi đây, đây là đỗ xanh, nhưng mà đỗ này đã được nấu rồi và chế biến rồi. Sau đó là lá dong này. Rồi, còn kia nữa là thịt mỡ. Đây, chính là thịt mỡ. Đó. Thì hoàng tử đã lấy những thứ rất là đơn giản và gần gũi quen thuộc với người dân để có thể là làm nên một cái gọi là một cái lễ vật, đó là bánh chưng và bánh dày biểu trưng cho trời và đất. Đó, còn cụ thể như nào thì Linh nghĩ rằng là mọi người cũng sẽ sợt lại rồi đọc lại nhé. Linh cũng chỉ nếu mong mán thế thôi. Và tục lệ bắt đầu từ ngày đó đến bây giờ thì vẫn được lưu truyền đến ngày nay. Thì xem nào, mọi người đã gói được bao nhiêu cái rồi ạ? Mẹ cũng được còn nhiều nhiều rồi đấy. Đây, đây là đống đây là số bánh chưng mẹ gói đó. Còn bác của bác đâu? Khuôn. Bác này đâu rồi? À đây à? Ủa thế từ nãy giờ bác mới được có 3 cái rồi á? Gói khuôn nó lâu hơn. À gói khuôn lâu hơn. Thì à đấy, thì bây giờ chúng ta lại tìm hiểu về hình thức gói bánh. Có rất là nhiều cách gói. Đây, như bác này là bác đang gói bằng khuôn. Đấy, thấy chưa? Bác gói bằng khuôn nên là bác sẽ gói lâu hơn. Đó. Còn mẹ thì mẹ gói xong rồi đúng không? Mẹ gói bằng tay thì đây, chúng ta sẽ có thể là so sánh được một cái gói bằng tay không theo khuôn thì nó không thể vuông được, và gói bằng khuôn thì nó rất là vuông như thế này đấy. Nhưng mà thực ra thì gói kiểu nào thì Linh nghĩ rằng là nó cũng vẫn vẫn ngon cả, vẫn ăn được hết. Như bình thường thì mọi năm cũng là nhà Linh cũng vẫn gói bánh chưng và mọi người vẫn tụ tập nhau như thế này để gói. Và có lẽ là chắc là lát nữa Linh cũng sẽ thử gói một cái xem như thế nào.
Và Lý nghĩ rằng là nếu mà để gói được chắc không cần phải gói bằng khuôn đâu, Lý sẽ gói thử không bằng khuôn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu gói khuôn là gói như thế nào nhá. Nào, chúng ta sẽ cùng đến nghệ nhân của nhà tôi. Đây, bác, cái lá rong như thế này, gập này cách cái sống này độ 2 phân. Đây, gập đôi vào thế này. Khi ta đo vào trong lòng cái khuôn này này, để khi mà cho vào khuôn là nó vừa. Đây thế này, cắt. À, tức là phải đo vừa cái khuôn này. Đấy, đo vừa thì xong thì mình tỏ ra đây. À, nó sẽ thành hình vuông như vậy. Đấy, thì nó sẽ thành như thế này. Vâng. Đây là cái lá của mặt trong, cái lá của mặt ngoài đây cũng đo gập căn như thế. Nhưng mà để cái lá mặt xanh này ra ngoài để nhìn cái bánh chưng nó đẹp hơn. Vâng. Rồi. Đây. Tức là cắt 4 cái giống như thế. Nhưng mà phải có 2 cái hướng ra ngoài. Cái lá mặt ngoài và hai cái lá mặt trong. Mặt trong là để cho bánh nó xanh, còn cái lá mặt ngoài thì để cái bên cho ngoài bánh nó đẹp. Vâng. Bây giờ là bắt đầu cho gạo. Phần cho gạo đây cứ áng chừng mỗi một cái bánh là cho bằng này gạo. Tức là cho gạo vào trước này. Cho gạo vào trước. Sau đó là đến đỗ. Đấy, khi cho đỗ vào dàn đều nó ra 4 góc là cái bánh nó đều. Vâng. Đó là đến thịt. Đây, một miếng thịt đặt nằm giữa. Lại sau đó lại cho đỗ tiếp lên mặt trên của thịt. Và lượt cuối cùng là cũng lại cho một lượt gạo. Cho vào là ấn đều ra 4 góc để cho cái bánh coi như nó đều. Sau đó là gói. Đây, thế là hoàn thành cái bánh. Ok, vâng, đây chính là cái bánh chưng mà bác vừa mới làm xong và bằng khuôn. Nó rất là vuông bởi vì là một khuôn mà. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cái cách gói không khuôn của mẹ tôi nhé. Nào, bây giờ thì mẹ sẽ hướng dẫn mọi người làm gói bánh mà không cần khuôn à? Đây, cái lá này xuống này. Đó. Nhưng mà lá bé là phải dùng 4 lá. Lá bé dùng 4 lá, lá to thì dùng mấy lá? Lá to thì dùng 3 lá. 3 lá, đặt như thế. À, mặt ngoài cũng vẫn phải là cho ra ngoài cho nó đẹp, cho bên trong thì vẫn phải trong hướng cái mặt xanh này vào trong để cho bánh nó xanh này. Đúng rồi. Để chọn lá như thế này nó vừa phải 3 lá. Nếu như lá bé như gói khuôn này là 4 cần 4 lá. Vâng. Và thao tác cũng vẫn gói khuôn rất là nhanh là cho gạo vào này. Cho gạo vào giống như gói khuôn. Cho gạo này một lớp rất là mỏng mà không mỏng đâu, dày đấy. Sau đó cho đỗ xanh này và một miếng thịt. Thịt lợn rồi. Sau lại một lượt đỗ nữa này, một lượt đỗ. Nó sẽ cũng gọi như là cái gói khuôn nhưng mà nó này và cũng lượt gạo nữa này. Rồi, có thể lên nhanh hơn mọi người ạ. Nhưng mà khó nhất là cái công đoạn này đây này, là gói lại đúng không? Gói lại là mình chưa làm thì là nó sẽ bị lòi tay phỏi. Lòi tay phỏi. Nhưng mà làm rồi thì là nó sẽ không bị ấn một cái đầu vào lên, chảo cái này lên để mình cho cái đầu này xuống cho nó vuông
thành 4 góc, thành 8 góc. Ấn hai cái đầu này vào. Đây. Giờ mình lại quay trở lại để mình làm lại cái đầu bên này. Ôi giời ơi. Đấy. Nghe như thế thôi, thế nhưng mà là nó để cho nó gọn, mình gói tay nó chỉ thủ công như thế này thôi. Nó không có phải như là gói khuôn thì nó không phải làm gì hết. Đã gần như là vuông cái bánh rồi. Một con gà nó hơi kêu to một tí. Đây chính là cái bánh mà bánh chưng mà gói không cần khuôn của mẹ. Thì nó cũng vuông vuông nhỉ. Con gà kia mày im ngay. Thế nhá. Rồi chắc là lát nữa Linh cũng sẽ thử gói xem như nào nhá. Bây giờ Linh sẽ gói thử một cái gói khuôn nhá. Mọi người hãy thử nhìn Linh gói xem có được không nhá. Nào bây giờ này, cái lá này là lá mặt ở ngoài thì là mình sẽ như thế này. Như thế này này. Thế cái này cho vào góc này. Đây cũng ở ngoài đúng không ạ? Con cứ đưa vào góc đi. Đây. Cái này như thế này. Đó. Giờ con lấy lót bốn cái vào góc để sợ nó cục. Đâu đã cho vào trong đâu? Không. Lót vào góc đi. Đây. Bây giờ đâu lại? Đây. Đưa nó vào góc để cho nó đỡ bị bục. Hai bên ạ? Hai bên cho lá này vào góc này. Ừ đúng rồi. Đây. Ấn bốn góc cho nó ấy nào. Nó đều nhau. Đấy. Đây, vừa mới làm xong cái khung xong rồi mọi người ạ. Nói chung là cũng rất là rối rắm và lằng nhằng. Nên là bây giờ sẽ bắt đầu đổ gạo vào để làm các bước nhá. Đây là miếng thịt to, rất là to. Đây chính là bánh chưng mà Linh đã gói bằng khuôn. Thực sự nó rất vuông các bạn ạ. Đây các bạn có thể ngắm này. Này, vuông bốn góc. Rồi đây. Đó. Nói chung là chất lượng của nó thì chắc là cũng không có gì phải bàn đâu. Bởi vì là đúng các bước rồi. Nên là phải luộc xong rồi mình bóc ra mình biết là nó có đều hay không. Chưa phải là toàn bộ số bánh chưng đâu, bởi vì là mọi người vẫn còn đang gói nữa. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì Linh cũng đã cho mọi người thấy được cảnh gói bánh chưng ở nhà Linh như thế nào. Và Linh nghĩ rằng là nó cũng là một cái để cho mọi người xem, mọi người biết được. Với những bạn mà đã chuyên xem gói bánh chưng rồi thì chắc chắn là cũng sẽ không có gì là lạ cả. Và còn với những bạn mà chưa được xem bao giờ hoặc ở xa mà không có gì xem thì hy vọng là mọi người sẽ có được những cái giây phút vui vẻ và biết thêm được những cái như thế này. Và cảm ơn mọi người rất nhiều. Linh đang quay nhưng mà cháu Linh vẫn tập nói nên là vẫn cứ nói, nhưng không sao mọi người nhá. Đó. Nhân dịp Xuân Tân Sửu đang sắp đến rồi thì Linh xin chúc tất cả các bạn có một năm mới thật là bình an, thật là nhiều sức khỏe, may mắn và thành công hơn nữa. Và mọi người hãy cũng như thường lệ thôi, mọi người hãy yêu thương Linh bằng cách là đăng ký kênh subscribe kênh YouTube này, sau đó là follow Instagram này. Còn rất là nhiều điều thú vị nha. Ta-da! Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi vlog của Linh. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mừng năm mới!